Rồi, bây giờ thì tôi đã vào trong Minecraft nè bạn ơi. Thì ở trong cái video chúng ta xem á, thì chúng ta có thể thấy rằng là ở bên dưới người ta đã đặt một cái khối slime ở bên dưới nè, để khi mà con cá nó rơi vô đây á thì nó sẽ bị tưng ra các bạn ạ. Đâu bây giờ tôi sẽ thử tôi lấy quả trứng cá tôi bỏ vô thử nha. Ok, quả trứng nãy Sam bảo là con cá nóc nó đẹp đúng không? Đúng rồi. Ok, sử dụng trứng cá nóc nè, tôi sẽ bỏ vô đây, con cá nóc sẽ rơi xuống và nó tưng lên nè bạn. Ồ, dễ thương quá. Nó tưng lên được nha. Ok, được. Vậy thì bây giờ tôi sẽ sử dụng bằng cá nóc nha các bạn. Đây. Con. Hả? Gì? Để chục con luôn đúng không? Đúng rồi, để nhiều vô chứ. Đây tôi đã chuẩn bị cái này, tôi sẽ bật nó lên và một đống cá nóc sẽ rơi ở đây. Ồ, quá trời luôn. Ê, nhưng mà sao nó chết hết trơn rồi? Tôi tưởng đập bằng tay chứ đập bằng ai được luôn hay vậy? Rồi, hút hết nước ra nè, sau đó đập cái này ra. Mà nó chết hết trơn rồi. Ủa? Vậy là nó không có thật đúng không? Không phải là do mình làm sai á. Nó chết hết trơn này. Rồi. À không, tôi có cách, mình tôi có cách. Mình đặt ở ngoài, đặt tay đi, để cho nó thả luôn đi. Không, tôi để cho nó thả nó rơi xuống luôn. Đúng ok. Rồi. Rồi, đây làm lại nữa bạn. Hồi nãy là test là không được rồi, bây giờ mình sẽ làm lại lần nữa nha. Lần này chắc chắn là được. Ok, bắt đầu nè, chuẩn bị chưa? Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. 3, 2, 1, vô. Và Nhưng mà tại sao nó lại... Nhưng mà ở trong video thì mình thấy nó đẹp hơn nó, bạn ơi. Nó bùm chiếu rồi. Nó nổ còn ngoài. Nó rơi như giật nước mà. Nó rơi xuống mà nó không có được đẹp như trong video. Trong kia sao văng ra ta? Mình làm sai chỗ nào vậy đúng không? Không được. Test nhiều hay test ít đều không được các bạn ơi. Hai cái này á, một á nha là do là mình làm sai, hai là nó không có thật ở trong Minecraft. Đúng rồi. Nhưng mà tôi nghĩ là chắc là do mình làm sai á sao mà chứ không làm y chang mà. Sao như vậy được, có nghĩa là cái người làm clip này đã làm trick gì không? Nó ghép những cái vô thôi đó. Không, cái này là do mình làm sai đó. Ok, thôi mình nghĩ là chắc là cái này là bọn mình không làm được. Cái này chắc là do bọn mình làm sai á các bạn ạ. Thôi rồi, chúng ta cùng nhau xem tiếp tục video TikTok tiếp theo nha các bạn nha. Let's go. Buồn quá bạn ơi, ở trong video người ta làm đẹp như thế này mà tại sao bọn mình lại không làm được ha Sam ha? Ta là pháo bông, còn mình là pháo gì các bạn ơi. Thôi mấy bạn nhìn nè, người ta làm hơi bị ảo luôn á. Mình nhìn mình xem mà mình lé mắt luôn á bạn. Nhìn nó ảo, nó đẹp gì đâu luôn á trời. Đó, ui, dùng bằng mấy con. Wow, đẹp chứ hả nha. Ui, đẹp nha, từ từ để mình xem lại coi. Ê, dùng này cho được á Phong, đang tỉ nó nghiêng cái tự nhiên một đúng cá rơi đầu mình cũng sợ á. Nhưng mà bọn mình làm không được, người ta làm được, mình làm không được nè. Trời ơi, cái này có bạn nào biết cách nào để làm không? Hay là do bọn mình làm sai chỗ nào? Các bạn hãy nhớ comment xuống bên dưới chỉ cho bọn mình nha. Bọn mình sẽ test thử nha các bạn. Chứ cái này là bọn mình làm không được. Hay, buồn ghê đó. Rồi, ok, coi tiếp nào. Rồi, bây giờ mình xem coi. Ủa? Sao vừa vô mình thấy một con Enderman hình như đang quay TikTok hay sao? Bạn nó đang nhảy các bạn ạ. Tất nhiên. Cái gì vậy? Ui. Ê, con gà kìa. Ui, nhảy chất nha. Sam biết nhảy không? Sam biết nhảy không? Sam thử nhảy theo giống con Enderman này coi. Đây, nè. Tôi biết nhảy mà. Từ từ, đây, để tôi lấy điện thoại tôi quay cảnh sao nhảy. Sao qua đây, rồi. Rồi, bây giờ một bên là con Enderman đang nhảy nè. Bây giờ các bạn hãy xem điệu nhảy của con Enderman này nha. Đây, điệu nhảy của con Enderman. Đó, hip hop. Đó, quá đẹp luôn. Rồi, Sammy dạy nhảy được không? Nè, để xem coi. Rồi, lần thôi nha. Rồi, Sammy nhảy được coi. Bà nhảy cái gì vậy? Y chang rồi đó. Đó. Thôi bỏ đi bạn. Nhìn lưng nhảy được không? Bỏ đi. Rồi, Sammy nhảy đẹp. Trời. Rồi ok, bây giờ để mình xem con Enderman này nhảy. Nhưng mà Sam hình như tôi đang thấy là có con gà nó bên dưới đất nó chui lên nè bạn. Bạn nhìn nè. Gà này cũng bình thường đâu. Bạn nhìn nè, có con gà Bình Dương ở dưới đất nó chui lên nè. Hả? Gà sống tại Bình Dương. Nhưng mà con Enderman nó nhảy xong nó đạp vô con gà, xong gà chết veo luôn, đạp cái. Tôi thấy cái quần này quen Sam ơi. Có lẽ nào chính là nó. Chính xác. Hay cứ vô từ